huấn luyện viên trưởng của U19 Học viện bóng đá Louis Thivut đó chính là ông Garit Chazom, còn huấn luyện viên trưởng của U19 Thừa Thiên Huế là ông Nguyễn Hoàng Linh. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Linh cũng đã tung ra những cái tên mạnh nhất trong đội hình của U19 Huế. Bây giờ là cơ hội dành cho U19 Huế. Bóng trong chân của Phan Nhật Hào. Trong trận đấu trước thì Phan Nhật Hào cũng đã có bóng về chân cầu thủ U19 Louis Thivut. Quốc Việt vẫn đang là Quốc Việt, có cơ hội là hay không? Nỗ lực xử lý bóng cá nhân của Quốc Việt, sau đó Quốc trở về từ giải vô địch U23 Đông Nam Á. Cơ hội, một pha đệm bàn là cơ hội dành cho U19 Học viện bóng đá Louis Thivut. Có được căng ngang này hay không? Cơ hội. Bóng đến chân của Quốc Lộc, vẫn đang là Quốc Lộc, được chuyền bóng ra. Dứt điểm luôn, không vào. Pha sạng bóng. Phan Nhật Hào, vẫn đang là Phan Nhật Hào. Một đường chuyền rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, Phan Nhật Hào đã có một pha chọc khe nhưng mà hơi mạnh. Bây giờ là cơ hội dành cho U19 Học viện bóng đá Louis Thivut. Quốc Cường, đó là Quốc Việt. Như vậy đã có bàn thắng đầu tiên, Nguyễn Quốc Việt. Hy vọng của U19 Học viện bóng đá Louis Thivut đã tỏa sáng. Louis Thivut đã là người có bàn thắng dẫn trước trong trận đấu này. Trong hai trận trong trận đấu trước, khi mà Quốc Việt có 90 phút thi đấu trên sân mà không để lại dấu ấn nào, đã có rất nhiều dấu hỏi đặt ra với anh. Nhưng mà trong trận đấu này với bàn thắng vừa rồi thì đó là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi tại trận đấu trước. Một đường chuyền dài đầu cánh. Cơ hội dành cho U19 Louis Thivut. Có tình huống này hay không? Căng ngang bóng vào trong, không được rồi. Trong tình huống đó thì đang kiểm soát bóng hơn. Bây giờ bóng về chân của Quang Dũng. Cơ hội dành cho U19 Huế. Phan Văn Phúc giữ bóng rất tốt. Đó chính là Nguyễn Đình Bình. Đình Bình, cơ hội dành cho U19 Huế. Quá đáng tiếc cho Đình Bình trong tình huống vừa rồi. Một nỗ lực xử lý cá nhân của Đình Bình. Đình Bình đã đi người rất tốt. Nhưng sau đó cú sút cuối cùng của Đình Bình lại không đủ lực. Thế Hải, bóng về chân của Văn Phúc, vẫn đang là Văn Phúc, xử lý cá nhân Văn Phúc, cơ hội dành cho U19 Huế. Gia Huy, ngay sau đó, trong những phút vừa qua trên sân thì Trần Thế Hải chưa để lại được nhiều ấn tượng. Quốc Việt, tình huống sút bóng thẳng về phía khung thành. Bây giờ là cơ hội dành cho U19 Huế, có bàn thắng hay không? Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, Phan Văn Phúc một lần nữa đối mặt với thủ thành bên phía U19 Học viện bóng đá Louis Thivut. Nhưng mà trong tình huống đó thì số 31 Hồ Thạch Hóa đã có pha ra vào rất hợp lý. Đứng trước bóng đó chính là Hồ Nhật Rin cùng với lại số 9 Phan Nhật Hào. Chính xác hơn đó là số 3. Đánh đầu. Như vậy đã có bàn thắng san bằng cách biệt. Trong tình huống đó có vẻ như đó chính là số 4 Đặng Phước đã đánh đầu thành bàn. Trước đó là cú sút phạt của Đình Bình. Đình Bình đã có thực hiện pha sút phạt như chèo vào đầu của Đặng Phước và ngay sau đó đã có một bàn thắng san bằng cách biệt của các thủ U19 Huế. Tỷ số trên sân là 1-1. Có vẻ như trong tình huống đó thì cầu thủ đến từ U19 Louis Thivut đã hơi chủ quan trong những tình huống cố định. Đúng là tạt bóng vào trong. Bóng đã trôi qua ngay trước khung thành. Một tình huống lộn xộn và rất nguy hiểm. Nhưng rất may cho cầu thủ đến từ U19 Huế trong tình huống đó thì bóng đã đi lăn qua trước khung thành. Vâng, như vậy là tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất của trọng tài đã được cất lên. Vâng, sau đây xin kính mời. Trước đó là tình huống sự vẫn còn. Như vậy. Bóng Phan Nhật Hào được chuyền chọc khe rất hay, cơ hội dành cho U19 Huế. Phan Văn Phúc. Một tình huống tổ chức tấn công không thành công của thủ. Ngay sau đó Quốc Cường cũng được chuyền về cho Nhật Minh. Có cơ hội là dành cho U19 Louis Thivut hay không?
Không được rồi. Trong tình huống vừa rồi là một đường truyền rất tốt của đội trưởng Nhật. Một tình huống phối hợp của cầu thủ đến từ U19 Huế phá dứt điểm từ xa. Dứt điểm luôn. U19 Học viện bóng đá Lôi Thi Phút gặp cầu thủ đến từ U19 Thừa Thiên Huế. Bây giờ thì cơ hội dành cho U19 Thừa Thiên Huế, dứt điểm từ xa không vào. Đó là pha sút bóng rất căng của Phan Văn Phúc bên phía U19 Thừa Thiên Huế. Một tình huống sút bóng ngay tại rìa vòng cấm địa. Cơ hội như vậy đã có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ đến từ U19 Học viện bóng đá Lôi Thi Phút. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Dường như cầu thủ ghi bàn đó chính là số 7 Dương Quang Trung Hiếu. Trước đó đó chính là những nỗ lực đi bóng 18 Trương Quang Hoàn. Một đường chuyền xuống đáy biên, cơ hội dành cho U19 Thừa Thiên Huế và cả ngang bóng không thành công. Thắng thứ hai Quốc Việt và cất bóng vào trong đánh đầu. Đó là pha đánh đầu phá bóng đi ra ngoài chứ không phải pha đánh đầu đưa bóng vào lưới. Vẫn đang ngang ở Quốc Lộc. Vậy đã có tình huống ngã rồi. Ngay sau đó là một rất khỏe phá nhận hào, cơ hội dành cho U19 Thừa Thiên Huế, dứt điểm luôn không vào. Rất hay trong tình huống vừa rồi. Các cầu thủ đến từ U19 Thừa Thiên Huế đã có một tình huống song mã với nhau. Trước đó đường chuyền dài. Rất khó của áo vàng Gia Huy. Một đường chuyền dài dành cho Trung Hiếu. Phan Nhật Hào. Vẫn đang là Phan Nhật Hào. Hồ Nhật Rin. Cơ hội. Sút bóng từ xa không vào. Trương Quang Hoàn. Như vậy vừa rồi là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu này. Kết thúc.